anh có thể chia sẻ cho em một số lưu ý trong mùa mưa khi nuôi tôm thẻ trên cạn được không? À, cảm ơn em, câu hỏi rất là hay. Hiện tại thì mùa mưa đã tới rồi và có nhiều cái cây mưa và nó làm cho nhiều cái đàn tôm phải nói là lột hàng loạt và tụt pH, tụt kim và là coi như đem thu luôn. Vừa rồi rất là nhiều đúng không? À, Đúng thì đàn tôm của em cũng may mắn ở đây là giải quyết được đúng không? rồi. Tuy nhiên là cũng lo lắng. Ok, thì em biết rằng là khi mà mùa mưa đến á, thì chúng ta cần phải chú ý những điều như sau. Tại vì khi mưa á, là lượng axit trong nước mưa, đặc biệt là mưa đầu mùa rất là cao. À, chính vì vậy mà khi mà mưa xuống một cái á, là nó làm cho xáo trộn cái đặc biệt là pH trong ao luôn. Cái thứ hai nữa là giọt mưa từ trên cao rớt xuống như vậy á, thì nó trải qua một cái quãng đường rất là dài và có gió nữa, nó làm cho hạt mưa rất là lạnh. Cho nên khi rớt xuống ao nuôi của mình, nó sẽ giảm nhiệt độ trong ao nuôi của mình một cách đột ngột và làm cho tôm bị sốc về nhiệt độ. Đó. Thứ nhất, sốc về pH, thứ hai, sốc về nhiệt độ. Nó cũng sẽ làm cho tôm mình cực kỳ là nhạy cảm và là đầu tiên nhất là nó lột. Việc thứ hai là nó nằm im, lạnh quá mà, và nó biếng ăn. Thì đấy là những trường hợp mà chúng ta cần chú ý. Như vậy cách giải quyết như thế nào? Khi mà nước mưa xuống thì ngay lập tức chúng ta có biểu hiện mưa mà nhắm là có mưa lớn thì ngay lập tức là chúng ta chạy quạt và đánh dồi xuống liền. Và nhớ hầu hết mọi người thì hay đánh dồi mà thiếu đi một cái quan trọng, đó là magie. Hãy cung cấp magie, một bao canxi thì tối thiểu phải một bao magie, hoặc là tệ hơn nữa hoặc là tốt nhất ấy, thì một bao canxi ba bao magie là tốt nhất. Magie rất là rẻ tiền, tuy nhiên anh chị em mình rất là thiếu kinh nghiệm về cái việc là đánh magie. Em hãy thử một lần là cứ một bao canxi đánh ba bao magie cho anh. Thì em sẽ thấy được hiệu quả bất ngờ. Thứ nhất, đánh để làm cái gì? Đánh canxi để tăng pH lên, tăng độ cứng của nước lên. Đó, và tôm dễ dễ cứng vỏ hơn. Khi mà mưa nó có xuống đấy, pH nó cũng giảm thì nó không giảm đáng kể về bao nhiêu. Vì mình đã đẩy một lượng vôi lớn vô rồi. Rồi tại sao phải đánh bao nhiêu? Tại vì trong suốt cái quá trình mà con tôm nó hoạt động mà bị mưa đấy, thì con tôm nó không chuyển hóa được năng lượng được. Nó kém chuyển hóa. Cho nên chúng ta phải cần có đánh magie để giúp cho con tôm nó chuyển hóa năng lượng. Lúc nó mưa nhưng mà nó vẫn ăn ở trong đó. Và nó chuyển hóa cái năng lượng ở từ protein sang cái năng lượng cho cơ thể. Và cơ thể đó nó chống chịu được với lại cái độ sốc của môi trường. Và con tôm nó sẽ khỏe mạnh hơn. Nếu mà đàn tôm có hiện tượng bị cong thân nữa thì đánh thêm cái kali nữa là ok. Thêm ký kali. Còn thắc mắc gì nữa thì anh giải thích thêm. Dạ, em cảm ơn anh. Anh chị ơi, thắc mắc gì comment phía dưới nha, Huy sẽ trả lời cho các anh chị nha.